chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc tại trục đường Tô Hoàng Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, nằm sát bên với cầu Bến Phân, với diện tích ngang 4m7, sâu vào 18m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 7 vệ sinh, phòng thờ và sân thượng phía trước. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, hướng chính nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đồng tứ trạch, và đang được anh chủ nhà giá bán với giá chỉ có 5 tỷ 650 triệu đồng thôi. Tặng full nội thất lên tới 500 triệu đồng trong nhà, có sofa, bàn ăn, giường, tủ và tủ lạnh, tivi đầy đủ hết luôn. Căn nhà hướng chính nam rất là đẹp, ngang 4m7, sâu vào tới 18m. Căn nhà cuối hẻm nha anh chị, nằm trên con đường hẻm rộng khoảng tầm 8m, hẻm 2-3 xe tránh nhau thoải mái, nằm trong khu đồng bộ, lên tới 50 căn ngay tại trục đường Tô Hoàng Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12. Khu đồng bộ đã về ở hết rồi, chỉ còn duy nhất căn nhà mình giao bán thôi. Một khu nhà rất đẹp, rất là sang. Đấy, khu nhà cực kỳ là thoáng mát nha anh chị. Đường rộng 8m, 3 xe hơi tránh nhau thoải mái. Khu nhà có cấu trúc an ninh, nằm ngay tại trục đường Tô Hoàng Vân, sát bên với cầu Bến Phân và cách quận Gò Vấp khoảng tầm 400-500m thôi. Đấy, nằm cuối hẻm nha anh chị. Trước nhà mình thì có cây lộc vừng và một cây vú sữa, kèm với một cây hoa giấy nha. Căn nhà quá đẹp, quá sạc, giá tiền cực kỳ là êm. Chúng ta cùng theo chân nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong nha. Căn siêu phẩm nhà đẹp 2024 số riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Cuối hẻm đậu xe hơi trước nhà thoải mái. Chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm xin pha 4 cánh và rèm cửa. Khoảng sân tầm 2m, đậu thoải mái xe máy phía bên ngoài, mét rưỡi, 2m gì đấy. Phía trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô của anh chị sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, kệ tivi, tường được dán giấy tường, ốp nhựa PVC và trên thì có đèn chùm, đèn LED thạch cao. Căn nhà rất đẹp, rất là sang nha anh chị. Và đang được anh chủ nhà chào giá bán chỉ có 5 tỷ 650 thôi. Nhà số ông riêng, hoàn công, sổ sách đủ hết rồi, vay ngân hàng thoải mái nha. Ngang 4m7, sâu vào 18m. Giá rất là rẻ, rất là thơm, ngon. Đấy, ngang to 4m7, gần 5m rồi, dài 18m. Diện tích rất là lớn nha anh chị. Căn nhà quá là đẹp, quá là sang, xịn mịn. Giá tiền cực kỳ hợp lý, cực kỳ êm nha. Tiến vào trong, chúng ta sẽ có cầu thang áp sát tường, đi từ phía trong ra. Và tủ rượu của An Cường có chạy LED, ốp gạch 80, gạch trắng toàn bộ, và tặng lại bàn ăn sau ghế, tặng tủ lạnh 2 cánh LG, có bếp gỗ An Cường chạy LED. Đây, camera an ninh đầy đủ hết rồi. Cả nhà rất đẹp, rất sang, giá cực kỳ là êm, rất là thơm ngon, bố rẻ nha anh chị. Phía trong đây chúng ta sẽ đến với không gian sân sau. Nếu gia đình nào nuôi chó nuôi mèo, ra nhốt ở phía sau đây cũng được, hoặc là làm khu vực giặt phơi đồ. Sân sau chắc được tầm 2m này nha. Có trồng cây xanh và ốp gạch. Sau cùng này có nhà vệ sinh. Một căn nhà quá là hợp lý, quá là rẻ luôn, chỉ có 5 tỷ 650 thôi. Vị trí nằm ngay tại trục đường Tô Hoàng Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 và sát bên quận Gò Vấp. Đấy, diện tích dài, xây dựng hiện đại, quá là đẹp, quá là đẳng cấp. Tủ bếp của An Cường chạy LED, dưới thì được ốp đá trắng. Sàn kính, có tủ lạnh 2 cánh LG. Anh chị cô chú nào muốn sở hữu em nó, chúng ta chỉ liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng nha. Nhà hướng chính nam nha. Cầu thang thì sẽ được ốp đá kim sa đen, tay vịn gỗ cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Tầng lửng của anh chị sẽ là không gian phòng tiếp khách. Đây có tặng lại tivi 65 inch, sofa, trên có đèn chùm, đèn LED thạch cao đầy đủ hết luôn. Đây, quá đẹp, quá đẳng cấp nha. Có cửa sổ sau, phía sau là trường mầm non, do vậy thì nhà rất là thoáng mát luôn nha anh chị. Đấy, phía sau là ngôi trường mầm non. Phía sau đây, rất là mát luôn nha anh chị. Cái nhà diện tích to, giá bán cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là rẻ nha. Mọi người xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhà đất Bá Hưng và bấm chuông nha anh chị. Ngang 4m7, sâu vào tới 18m. Căn nhà giá bán rất là rẻ, trệt lửng 3 lầu, đúc 4 tấm rưỡi, đúc 4 tấm rưỡi và có tới 5 phòng ngủ, 7 vệ sinh. 5 phòng ngủ
và máy vệ sinh luôn. Trên này thì sẽ là không gian phòng ngủ số 1. Đây có giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ hết luôn. Rèm cửa có hết nha. Đấy, phòng ngủ rất là rộng. Bên ngoài thì có ban công và trồng cây xanh. Đây, trồng cây xanh, ra phía ngoài đây phát tài núi, dây leo, rất là đẹp. Chỉ chờ quý vị đến mua và sở hữu em nó thôi. Toilet nhà này cũng làm đẹp nha. Led vách tấm kính, rất là rộng luôn. Bồn cầu khối và lavabo rửa mặt. Gương led gạch ốp cao đụng chân. Quạt hút cũng như là vòi sen thuyền. Thiếu một máy lạnh thôi. Phía sau đây thì có cửa sổ ra phía sau trường mầm non luôn. Đây, phòng ngủ này thì nhỏ hơn một chút nha. Vách kính đầy đủ. Căn nhà quá đẹp, quá đẳng cấp. Giá tiền cực kỳ là thơm ngon, bổ rẻ. Tiến lên trên lầu 2 thì cũng đã được bố trí nội thất y chang như lầu 1 nha. Đây, nội thất có hết rồi. Phòng ngủ rất là rộng và thoáng nha mọi người. Toilet cũng làm to. Anh chị xem video thì chúng mình đăng ký kênh, bấm chuông, thả like. Có nhận xét gì về căn nhà thì chúng bình luận dưới video. Đây là không gian phòng số 4. Nội thất quá là đẹp luôn. Đây, toilet. Và tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với lầu 3, không gian phòng ngủ số 5. Toilet số 6. Đây là phòng số 5 nha. Rất là rộng rãi. Trên này thì đang để trống. Có đi sẵn đường máy lạnh. Toilet phía bên ngoài. Ốp gạch sạch sẽ hết rồi. Và phía trước sẽ là khoảng phòng thờ và sân thượng cho anh chị trồng cây, phơi đồ. Đây, quá là ok luôn. Trồng rất là nhiều cây cối, cực kỳ đẹp, cực kỳ xanh mát nha. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc đúc hết nha. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.